Công an huyện dân Trạch tỉnh Đồng Nai đang làm hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền 16 tuổi, quê tỉnh An Giang và Đào Diệu Tâm 24 tuổi quê tỉnh Kiên Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với công an xã Phú Đông, Bắc Quả Tang huyện Bà Tâm đang đi giao một gói ma túy cho con nghiện trên địa bàn xã Phú Đông. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.